Cấp Hồng xin chào các bác và anh em. Em đang test ánh sáng hoa văn Full HD cực đẹp của những chiếc đèn laser dùng trong phạm vi gia đình, các quán cà phê, nhạc phòng trà, cà phê sân vườn. Rất đẹp, rất lung linh. Tới đến xuân về, các bác hát karaoke, nghe nhạc bên những người thân yêu. Đó, có những ánh sáng hoa văn kết hợp với nhau với những bản tình ca, bản karaoke thì cực kỳ tuyệt vời. Đó là một ngẫu hứng cực kỳ lung linh cho mọi căn phòng, từ gia đình đến các quán cà phê, nhạc phòng trà, cà phê sân vườn, kể cả các bác đi làm sự kiện, rất là ok. Đó là những chiếc đèn laser. Đây là những chiếc đèn laser mà điện tử Cao Phong đang test ánh sáng hoa văn cho các bác và toàn thể anh em. Có remote điều khiển từ xa các bác nhé. Trên remote này nó hiển thị rất là nhiều các chế độ để các bác chọn. Có chế độ nháy sẵn theo nhạc bất kỳ lúc nào, và có các chế độ nháy theo nhạc mà các bác mở to thì nháy to, mở bé thì nháy bé. Đó, chế độ trộn led laser, bật tắt, điều khiển từ xa. Các bác có thể chinh phục mọi cái âm thanh ánh sáng bằng điều khiển từ xa mà các bác không cần phải động tay vào đến sản phẩm. Với những chiếc đèn này thì nó có rất là nhiều bóng và ánh sáng của nó cực kỳ là đẹp, lung linh và ánh sáng Full HD nên là không bị hoa, không bị chói mắt như những dòng đèn khác. Hình thù của nó cực kỳ đẹp. Các bác ta để như này, với cái tư thế này để check có cái nâng cái chân hạ, nâng hạ cái chân này được nhá các bác nhá. Ngoài ra các bác có thể treo lên. Đấy, treo này. Đấy, có thể treo lên trên trần, trên cao này bằng như này. Rất là đa dạng luôn. Đấy, còn các bác không muốn treo thì các bác có thể để trên đỉnh các cái đôn kệ hoặc là đuôi loa để nó chiếu cho căn phòng, và cái phạm vi chiếu của nó rất là rộng luôn. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc đèn laser ánh sáng hoa văn Full HD đẹp, cực đẹp luôn. Đó, thì các bác liên hệ điện tử Cao Phong theo hai số điện thoại 0772260096 hoặc 0368724218, em giao hàng toàn quốc. Sau đây em lại tiếp tục cùng các bác để test ánh sáng của những chiếc đèn này, rất là đẹp luôn này anh nhá. Thay đổi bằng điều khiển từ xa này, các bác muốn bật nháy theo nhạc nhá thì các bác có thể dùng bật nháy theo nhạc đó. Còn ngoài ra nó có cả chế độ hiệu ứng theo nhạc, đây là nháy sẵn, nháy trước. Đấy, các bác có thể không mở nhạc nó đã nháy rồi, hoặc là các bác mở nhạc to là nó nháy sẵn luôn, cái này cũng rất là tiện. Còn ngoài ra nó có cả 4-3 chế độ nháy theo nhạc, các bác có thể mở nhạc là nó nháy trước theo cái hiệu ứng của nhạc. Đó là những ánh sáng hoa văn Full HD rất là đẹp. Còn ngoài ra các bác có thể chọn này, led này. Đó, các bác nhìn chưa, hoa văn quá đẹp luôn. Đó, thay đổi cực kỳ đẹp luôn. Đó, liên tục thay đổi và ánh sáng của nó rất là đẹp, không bị hoa mắt, không bị chói. Đấy, khi các bác nghe nhạc và hát karaoke, nó sẽ tôn cái độ lộng lẫy cho những căn phòng karaoke gia đình của các bác lên rất là nhiều. Đó, mọi chi tiết các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ điện tử Cao Phong theo hai số điện thoại 0772260096 hoặc 0368724218 để sở hữu cho mình những chiếc đèn này để dùng trong gia đình. Sau đây em sẽ nhích cái âm nhạc lên để các bác thấy nó quan trọng, giữa âm thanh và ánh sáng nó rất là quan trọng.